Hey, Manchester United. đang chạy tốt nhất nha các bạn. Đồng này đây là đồng An Phước, Tân Hồng, Đồng Tháp. Manchester United đây, EF514 đó. Bản này là bản sản xuất có giới hạn. Mà giới hạn nhiều chiếc thì dân mà anh không có nói. Hợp tác quảng cáo với đội bóng MU đó. Cho nên là mấy ảnh cũng ra đứng chụp hình với con này nó cũng dán tem này luôn. Còn có khác biệt gì với bản bình thường thì mình cũng không biết nữa. Mấy anh chỉ nói bản sản xuất giới hạn thôi, còn sản xuất giới hạn nhiều chiếc thì không có nói. Cái con này thì chỉ có nghe đề thôi nha các bạn, chứ không có mới mới mình đây làm mấy con thường không à. Còn mấy con MU này thì nghe đề nhập về mấy cũ. Rồi, Yanma F514 sử dụng động cơ Yanma 4T NV88 piston 88 đó. Công suất là 51 HP là BS gì cũng được. Tùy lớn hay gì. Thì hứng thì lúc đó. Có trang thì nó để 51 HP, có trang thì để 51 BS. Đồng này vô vụ qua. Nè. MU đó. Manchester United đó. Bác Tài đang chạy sớ cái khúc bên đó cho nó rồi. Rồi khúc bên đó ông qua đây ô này, ông chạy ô này dài nè. Hai ô này ở chung. Nhưng mà ô này thòng lọng bên đây cho nên chạy ô bên này trước. Đất cũng mềm nha các bạn, đất này nó ngâm mưa. Ngâm mưa với ngâm dịch dặm. Dân ma lúc nào cũng hai số sớ, 540, 750. Mấy đờ này thì nó vẫn xài 9 số. 9 tiếng 9 lùi. Có đầu bớn 725, 357, 551 nó xài 8 số, 8 tiếng 8 lùi. Mấy con này theo thông số của dân ma Thái Lan thì nặng một cũng 1 tấn 6 á. Gió. Con này mình có hỏi hôm trước, có hỏi một tài chạy 54, hỏi so với dân ma thì anh nói cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu nó cũng như nhau, cũng tương đương, tùy đất khô hay là đất ướt, lúng không lúng rồi cái nết tài chạy nữa. Dán rồi đó rồi. Giống như năm 2018 cũng có phiên bản giới hạn hợp tác với đội bóng của Thái Lan đấy. Dán tem rồi cũng nhìn cũng đẹp lắm, nhìn bắt mắt lắm. Xong mình đo rồi. Nhà Tấn Đạt, phải không ta? Cái tròn tròn nó thường là của Tấn Đạt. Tem tròn cái đó. Dân ma Nguyễn Tấn, dân sớ Tấn Đạt. Cũng là ảnh á. À, qua bên đây rồi đó. Chạy chạy quá điềm tĩnh luôn. Đất này nó ướt đều cho nên nó không có bị dẻo. Còn mấy cái thứ mà nó khô mặt rồi, trời ơi, ở dưới nó dẻo một cái nghe chạy nó dính bánh.
Da này chắc 1m6. 1m6 phụ bị. Đầu 1m6 bông, bây giờ 1m6 bông. Chắc 1m6 phụ bị. Đang vô dắp bờ rồi. Cho ăn lai gai nè. Dưới đó cũng dâu nhẹo dưới đó nữa kìa. Bác tài chạy quá tỉnh luôn nè. Đây, gai, lai gai. Qua bờ rồi đó. Vô cái ô bên đây dài sóc luôn. Đó, chưa. Mà bò lên rồi đó. Chưa được phân nửa ô nữa. Thôi rồi đất nó dẻo kìa. Dính bánh nè. Hết trơn cái bánh bên đây à. Ba tạ. Nó nhìn xa thì cứ nhìn vô cái logo cánh chuồng chuồng nó biết 54, còn cái chữ Y là 494. Nghe tiếng máy rồi đó. Con 54 hôm trước quay là đậu tục bô luôn, đấu tục bô nó vô Trung Quốc. Trời ơi chạy nó góng. Vô dòng thận lại rồi đó.